thuộc bài chưa? Hôm nay mày không đi chơi à? Không. Đợi một xíu nha. Không có một đường đó chị. Cái gì? Mất được hả? Chị nghe tiếng em không? Nghe nghe. Mất nghe bài em gửi cho Đức rồi. Đức feedback chưa? Dạ. Đức nó feedback chưa? Chưa, hồi nãy em mới nộp cách đây 2 tiếng. Rồi em đọc đi, từ từ để chị gửi thông tin vô mấy cái nhóm nè. Buổi sáng nghe đâu chỉnh có mười mấy người luôn. 7 giờ sáng hả chị? Ờ, hồi 7 giờ sáng. Rồi, Văn Anh đọc đi Văn Anh. Yeah. My advice to a student from a foreign country would be to talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Talk to them and practice your new language skills. Learn on the funny saying and different words that make up their language. Talking is the only way to really learn a language. Listen to people and talk to people. If you talk to people, you will also learn about their language. Their culture, chứ language gì trời. Nhớ nhầm. Cái ngữ điệu nghe nó sao sao vậy? Ý là if you talk to people, gì nghe nó cứ ẻo, cái ngữ điệu nghe nó không có được chính xác, nó không có tự nhiên lắm đó. Em đọc lại câu số 1 đây chị. My advice to a student from a nè. Foreign country. Từ nè. My advice chứ không phải là my advice, không có vậy, đừng có ẻo nó, hiểu không? My advice to a student, tức là dấu nào là ra dấu đó, mình dựa vô cái dấu mà mình đã học á. My advice to a student from a foreign country would be to talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. That you are nói rõ lại, that you are visiting. Tiếp đi. Talk to them and practice your new language skills. Talk to them. Âm th á. Them. Talk to them. Them. Rồi tiếp đi. Talk to them and practice your new language skills. Your new language skills. Your new language skills. Talk to them and practice your new language skills. Không có practice. Cái từ practice là hai dấu sắc mà sao lại practice? Đúng không? Có coi dấu không? Practice your new language skills. Đó vậy đó. Practice them and practice your new language skills. Learn on the funny saying and different words that make up their language. Talking is the only way to really learn a language. Talking is the only way that really learn a language. Talking is the only way to really learn a language. Listen to people and talk to people. If you talk to people, you will also learn about their culture. Culture.
culture, không có counter, không có counter. Culture, culture, chờ, chờ, âm chờ. Culture, chờ, chờ. Cull cũng được, cull này nè, cull. Còn em mà đọc mày biến âm quá rồi thì mình đọc thành cull luôn cũng được cho nó khỏi bị nghe nó kỳ cục á. Culture, culture. Counter. Chờ, chờ, âm chờ. Chờ. Counter. Chờ. Chờ, ừ, chờ. Chờ. Cái ngữ điệu. Ừ, được rồi. Âm á, thì cũng tạm được thôi. Cái nó không có được hay á. Em nghe ra em có nhận biết được như thế nào là hay, như thế nào là không hay không? Theo em tự em đánh giá cái bài của em đi đã. Em tự đánh giá cái bài của em đi. Nó bị đánh dấu sai nhiều, đọc theo quán tính cái quên mất dấu. Hầu như là em đọc theo cái ngữ điệu giọng y chang như giọng của người người Huế á. Họ cứ ẹo ẹo xuống dưới á. Lên nó the phonics nó cứ đi xuống xuống sao á, cái ngữ điệu nó không có giống. Nên là phần ngữ điệu thì không càng giọng. Ngữ điệu nghe không hay, à, ngữ điệu nghe không có được hay. Mà muốn tập được cái ngữ điệu, ví dụ như em muốn dẫn chương trình cũng vậy, để cái ngữ điệu nó hay thì em phải luyện tập nhiều. Với cái quan trọng là chị cũng có bài dấu rồi hết rồi, khi mà sát viền hỏi ngã rồi bài hết rồi, cái quan trọng là em có thực hành hay không để thể hiện cái dấu đó thôi. Nếu em thể hiện đúng cái dấu đó thì tự nhiên nó sẽ ra cái bài nó khác. Cái phần âm thì cũng tạm, nhưng mà em đọc nhanh quá nên là cái âm nó không có được giãn ra. Ví dụ như learn all the funny sayings, đó thì nghe nó khác. Learn all the funny saying and different words that make up their language. Thì em đang đọc theo cái kiểu đó đó. Mà em đọc như vậy thì người ta gọi nó là bị xén âm. Mà bị xén âm thì nghe nó sẽ giống như tiếng Việt. Nghe nó sẽ không có được hay. Ừ. Thế là trước đó em đọc tiếng Anh như thế nào? Trước đó em nói tiếng Anh như thế nào? Cũng vậy đó chị. Cũng vậy rồi xong mày học xong không thay đổi gì hết trơn luôn. Đọc xong thì mấy cái âm phát chuẩn âm đúng hơn. Ờ, lúc trước là đọc nhiều cái âm sai. Ví dụ như âm nào sai? Đấy là hồi trước em nói tiếng Anh. Hồi trước em nói tiếng Anh thì em đánh giá so với bây giờ của em sau bữa giờ học đó thì nó khác như thế nào? Nó khác nhiều chứ chị, giống như đọc nếu như bật clip lên YouTube là cái vị sức của nó phía dưới là nó nhận diện cái âm của em nó vẫn bị sức đúng. Hồi trước là em đọc nó bị sức từ nào. Ý là bữa nay nó nhận sức ra đúng chính xác hơn hả? Ờ, đúng chính xác tất cả các từ luôn. Ok, vậy thì có tiến bộ như vậy là được. Nhưng mà chị thì nghĩ là em có thể làm cho nó hay hơn như vậy. Chứ không phải là chị ở như vậy không. Nếu em nghe bài của mấy bạn khác chưa? Em nghe bài mấy bạn khác chưa? Chưa coi mấy bài bạn khác. Em coi bài mấy bạn khác đi. Mấy bạn đó thay đổi nhiều lắm. Tức là cái cách bạn tạo âm rồi cái cách bạn nói nó thay đổi nhiều lắm. Tức là về cái cách tạo âm á, nghe nó khác hoàn toàn. Em nghe bài của mấy bạn trong nhóm em thử đi. Tức ví dụ này nha. Learn all the funny and my advice to a student from a foreign country would be to talk. Đó thì nghe nó khác đúng không? Mày đọc thử cái câu đó đi, mày đọc thử cái câu mày đọc lại câu đi. My advice to a student from a foreign country would mày đọc nhanh quá đó, đọc nhanh quá. Không có my advice mà rõ ràng đó là ngữ điệu sẽ là my advice. Đúng không? My advice to a student, nhớ sắc sắc đó. Student from a foreign country would be to talk. Đó, nó khác. Em đọc nhanh quá nên cái âm nó không có được thể hiện rõ. Tại vì em đọc quá nhanh. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Tất cả mày đọc vậy đó. Thì nghe nó đâu có hay đâu đúng không? Yeah. Ngữ điệu không hay. Cái âm thì nó không có thời gian để nó được tạo ra cái âm cho chính xác. Và chính vì cái nguyên nhân đó nên cuối cùng là cái bài đọc nó không có hay. Nó dở phần âm. Chị nói thiệt là nếu mà ngoài cái nghề MC ra mày còn làm cái gì khác nữa? Đầu tư này nọ. Thì nếu mà xác định lâu dài mà thiệt sự là muốn làm MC song ngữ, trước giờ có làm MC song ngữ bao giờ chưa? Cũng có chị. Nhưng mà chắc tao nghĩ là tụi bay sẽ đọc script ra thôi chứ gì, chứ có biết nói đâu đúng không? Đúng luôn. Như đúng là không? Mình đọc. Người ta đưa cho mày cái script mày đọc, tao nói thì tao nhận chục xô cũng được nữa. Chẳng qua tao không có làm cái nghề đó thôi. Chẳng qua tao cũng chả có chăm chút cái ngoại hình thôi.
Chứ mà làm kiểu đó nó không có tâm với nó không có thực lực, nó không có nội lực thiệt sự. Chị đánh giá ví dụ một vài bạn đi học thì có vài bạn là có cái tiếng Anh thiệt sự, thì là mấy người đó người ta có thể giao tiếp được và có thể dịch được thì mấy người đó mới thiệt sự có nội lực. Còn mình làm MC song ngữ mà em cứ tưởng tượng nghe, ví dụ như cái người ngồi dưới họ hỏi cái gì đó lại thôi mà mày không biết trả lời, là chứng tỏ cái vốn tiếng Anh nó không có, mà em chỉ đọc cái script ra thôi. Và trước giờ thì thường em đọc theo kiểu mà đọc theo bản năng của em thôi, đúng không? Là em nói giao tiếp với người nước ngoài thì chơi chảy được, nhưng mà họ cũng hiểu ấy, nhưng mà lúc cầm kịch bản đọc thì nhiều từ âm không được chính xác nên họ để đi. Mày đọc thành tiếng Việt cái gì, đúng không? Đọc thành cái âm nghe tiếng Việt không? Đúng thì rồi. Đó, em thiệt sự mà em có cái quyết tâm để em thay đổi trong cái nghề của em để nó lên một cái đẳng cấp khác thì em phải đầu tư để luyện giọng. Cái này thiệt sự là nói vậy, chứ không phải là luyện chơi chơi. Nếu em luyện chơi chơi nó sẽ không có kết quả, mà em muốn nó lên một cái tầm mới, em muốn cái tức là nhiều show hơn, người ta kêu em dẫn về song ngữ đó. Rõ ràng dẫn song ngữ tiền nhiều hơn, đúng không? Thì nếu mà thiệt sự đầu tư cho nó mà luyện thiệt sự á, em coaching voice của em thiệt sự á là em sẽ khác lắm. Chứ còn rồi xong có thể nhận thêm mấy cái job như là đi đọc rồi xong thu voice cho các công ty, nó có trong cái nghề của bọn em thì bảo đảm có những cái nghề đó truyền tai truyền nhau, đúng không? Thì đầu tư mà luyện cho ra ngô ra khoai thì nó có cái kết quả như vậy, nó sẽ tốt cho em hơn. Còn hiện tại thì chị thấy là nó không có hay. Mày luyện mà như mấy bạn ở trong lớp mình nè, cái trường hợp mà đọc dở nó cũng ít. Coi mấy cái chị mà như mẹ bỉm sữa rồi đó, mà mấy chị đọc nó rất là hay. Chị không nói của em là không tiến bộ so với cái của em có tiến bộ so với bản thân em là được rồi, nhưng mà đối với một người mà làm về nghề tiếng nói và có cái khả năng bắt chước về âm thanh thì chị nghĩ là em có thể làm hay hơn như vậy. Em coi lại mấy cái dấu rồi em test lại như vậy nữa, rồi cái âm nữa chứ không phải dấu âm đâu. Cái âm á, nếu mà nói nhanh như vậy nó ra toàn là âm tiếng Việt không thôi. Mà âm tiếng Việt như vậy, bây giờ tao nói mày lên mày coi video lồng tiếng của tao, mày thử lồng một cái thôi. Mày thử lồng một cái đi, mày áp dụng âm vô lồng tiếng đi. Coi thử nó ra làm sao. Là mình nói từ tốn lại, mình kiểm soát từng cái âm cho nó tròn cái âm ra thì cái giọng mình nó mới thay đổi. Còn mình mà vẫn nói ào 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 nhanh như vậy thì mình không có cái thời gian để tạo ra được nó tròn cái âm, kiểu vậy. Thì mà ý là chị đặt yêu cầu cao hơn à, nếu mà em thiệt sự nghiêm túc thì em nên tập cho nó kỹ thì nó cũng sẽ giúp hơn cho em trong cái sự nghiệp của em thôi đó. Còn hiện tại thì nó chưa có hay nha. Trời ơi, tao mà đi lên máy bay người ta nghe mấy đứa tiếp viên hàng không mà nó nói tiếng Anh thì thôi. Ý là mình không đánh giá gì hết, nhưng mà thiệt sự là như vậy, là mình có một cái là mình làm sao khi mà mình ở trên sân khấu mà mình nói ra người ta phải tới, người ta bắt chuyện với mình á, để hiểu cái cảm giác nó. Rồi xong rồi họ, tức là họ rất là appreciate mình, rồi lần sau họ lại book show mình tiếp bởi vì cái voice của mình quá hay. Lúc đó tự nhiên mình có một cái unique selling point, là một cái, trong bán hàng thì người ta kêu có một cái điểm bán hàng rất là đặc biệt mà không có người nào khác có, chỉ có mình có thôi. Tự nhiên lúc đó cái giá trị của mình nó lại cao. Còn bây giờ mình không ráng, mình cày bừa để mình luyện, mà mình cứ cày những cái mình có thì một thời gian nào đó rồi mình cũng xuống dốc thôi, đúng không? Cái nghề của em là nó vậy mà. Nên là cố gắng đầu tư thiệt sự đi, đừng có chơi chơi. Chị nói thiệt. Nếu thì chứ đừng có học cho vui á, hiểu không? Nhiều bạn MC thấy là mấy cái chị khác review xong rồi cái tới học, nhưng mà thì chị thấy là có vài người họ nghiêm túc thiệt sự luyện thôi. Còn lại cái kết quả thiệt sự không cao. Một vài bạn đi dẫn xong rồi cái trời ơi, có người khách ở dưới ngồi nghe rồi về kêu là đây là học trò của Hiếu phải không? Đã vậy nó còn kêu là sao nói kỳ cục vậy nữa chứ, trời tao không biết chui lỗ ở đâu luôn á. Mà cái đứa đó là tao đã kêu là phải luyện thêm đi, đừng có nhận tào lao. Khi mình biết như thế nào là đúng là sai, tự nhiên mình có cái tâm với cái việc mà mình luyện cho nó ra ngô ra khoai. Còn không, tao thấy tức là trong khi bản thân mình có thể làm cái công việc đó một cách tốt hơn bằng những cái mình biết, thì tại sao mình lại không làm mà mình lại để cho nó hời hợt qua loa, mà mình làm nó không có tới nơi tới chốn. Thì khi mà mình làm như vậy thì mình cũng có tiền vào cái thời điểm đó thôi, mình nhận cái event đó mình có tiền vào lúc đó thôi, nhưng mà về lâu dài thì nó không có làm được gì cho bản thân mình, nó nâng cấp hết thì nó không nên, ý chị vậy. Nếu mà em thiệt sự muốn luyện cho nó tốt và thiệt sự muốn tiến xa hơn thì em phải nghiêm túc. Mà chị nói rồi, ví dụ bản thân chị luyện đó là
2 năm trời. Chị không nói mọi người phải luyện 2 năm trời, bởi vì hồi xưa luyện là tự mày mò. Nhưng mà cái giọng mà để có được mà nó thiệt hay và xuất sắc thì nó phải tính từ 6 tháng trở lên, nó không ít hơn như vậy. Em biết Điền Quân Media đúng không? Em làm ở trong nghề giải trí thì em cũng biết. Anh Điền Quân đó là một người luyện VOA trong vòng 2 năm, VOA Special English. Anh luyện rồi xong anh offer với lại bên đài truyền hình, anh kêu là muốn biết một người Việt nói tiếng Anh như thế nào thì để cho ảnh làm. Xong vào thời điểm đó, cách vào năm 2000 lẻ mấy, ảnh là người duy nhất ở trong đài truyền hình HTV mà có khả năng dẫn bản tin bằng tiếng Anh mà nói giọng Mỹ. Xong đó, bây giờ Điền Quân Media là trùm ở bên mấy cái lĩnh vực giải trí rồi luôn, em thấy không? Là ảnh rất giỏi, tức là ảnh đóng cửa bế quan tỏa cản luyện 2 năm như vậy luôn. Thì người ta có cái sự đầu tư cho sự nghiệp như vậy kìa. Và cuối cùng á, nó vì những cái đơn giản như vậy. Em cứ nghĩ là cái giọng tiếng Anh thì thôi, nó có cái gì đâu, có không được, không có không được. Nhưng mà vì những cái đơn giản như vậy mà nhiều người họ lại build up một cái sự nghiệp của họ, nhiều cái kỹ năng khác nữa đương nhiên. Nhưng mà mình nghiêm túc với cái thứ gì đó thì nó đeo lại cho mình nhiều thứ lắm. Chắc em biết tới khóa học là cũng qua chị Giang rồi đúng không? Hạnh đúng không? Hạnh, Hạnh thì nó luyện cũng không tới. Nhưng mà chị Giang hay là chị Loan rồi đó, mấy chị nó luyện cũng khá là nghiêm túc. Anh Mạc Niên nữa, chắc biết mấy người đó đúng không? Ừ. Ừ, thì họ luyện nghiêm túc thiệt sự, thì họ có kết quả thiệt sự. Thì họ đi dẫn đồ này nọ, tự nhiên tiền nó cao lắm. Chị Giang, tao dạy muốn khang cả cổ luôn một lớp như vậy, 3 tháng, 30 buổi là gần 2 tháng rưỡi, tao mới có tiền. Tụi bay đứng lớp, đứng dẫn trước một cái hội trường như vậy, đọc cái script bla 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 bla, chưa tới hai mặt A4 mà gần 40 triệu cho một show, là em biết cỡ nào? Một show của em bây giờ bao nhiêu tiền? Của em tầm 6-7 triệu. Ừ, em mà muốn lên cái tầm như chị Giang á, em phải phấn đấu thêm nữa. Chị nói thật, nên là đầu tư cho việc học đi, thay vì là em bỏ ra em cày như vậy, cày nhiều, rồi bào sức, nhưng mà lại không có cái unique selling point của bản thân. Bây giờ chị thấy cái thị trường MC quá đông người, đông quá, ai cũng bâu vô sâu xé nhau miếng cái miếng bánh thì chừng đó à. Đông quá, đứa nào không làm hết trơn, chả có cái người nào mà ra ngô ra khoai thiệt sự. Thì có những người họ không sợ mất cái job đó, ví dụ như chị Giang thì thấy chị khá là cá tính, thì kêu là ai làm gì đó làm, chị chả quan tâm đấu đá gì đó nhau. Nhưng mà kiểu như chỉ là cái người mà chị biết là quá có quá nhiều khách hàng là tin chị và chị muốn bút chị thôi, vậy thì lúc nào chị cũng có tiền hết, kiểu vậy á. Thì mình phải làm được vậy thì mới có cái sự nghiệp riêng đấy, chị vậy á. Ráng mà luyện đi, chưa được nha. Yeah. Em tiến bộ hơn nhưng mà đối với chị thì chưa được, cái giọng như vậy không có hay. Vâng. Chưa được hay. Ừ, em nghe lại bài những cái bạn khác đi, những bạn khác ở trong lớp mình á, nhiều bạn khác, xong rồi em coi lại thử là mà họ luyện được như vậy đó, sao mình không cố gắng hơn để mình luyện cho giống, cho nó hay hơn nha. Rồi bye bye em, luyện lại đi. Ok chị. Rồi người khác. Chú cha ơi, quá trời người vô hả? Có hai cái đường link luôn, mấy bạn thấy không? Có một giáo viên khác đang chỉnh nữa. Hy vọng là những bạn khác sẽ vô cái đường link đó. Chứ mà đông quá chỉnh sẽ không hiệu quả. Rồi, người kế tiếp. Ai đọc nè, chị Tâm đi. Hồi sáng nay là cô Nguyên chỉnh 7 giờ sáng, 17 người chui vô, mình Nguyên chơi hết luôn, ship thật. Chỉnh vậy rồi mà mọi người không đọc hay nữa là mình cũng không biết sao luôn. Tại vì chưa có cái lớp nào bọn mình nỗ lực nhiều như cái lớp này để mà giúp cho học viên đọc cho bằng được. Các lớp khác là tự mày mò. Cái lớp của các bạn trước đó, Train Your Voice số 1 và số 2, lớp online á, là họ tự họ đọc, vậy mà họ đọc rất là hay, bởi vì họ đơn giản là vì họ làm đúng theo như mình yêu cầu và họ nghe nhiều, cái đó là tự nhiên họ đọc rất là hay. Thì bọn mình chỉ cần họ đọc bài rồi gửi rồi bọn mình feedback thôi, chứ không có cần phải lên chỉnh âm như thế này. Họ hiểu không? Vậy thì cái mấu chốt nằm ở chỗ là nghe nhiều là tự nhiên đọc nó sẽ hay. Khi chúng ta nghe không đủ kỹ, nghe không đủ nhiều và tập không đủ nhiều thì nó sẽ ra cái kết quả nghe không hay vậy thôi. Được chưa? Nên là nếu mà nó chưa được thì phải làm nữa làm cho bằng được thì thôi. Bây giờ thêm một cái nữa là được các cái giáo viên và các cái trợ giảng chỉnh âm liên tục như vậy thì phải làm sao ra hay hơn nữa nha. Rồi chị Tâm. Chào cô Hiếu. Chị đọc nha. Đọc câu rồi nha.
My advice to a student from a foreign country would be to talk. Rồi dừng ở lá trước. Advice, thiếu âm sờ, đọc lại. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Student, hạ cái nhẹ cái đính lại, đừng có đọc thành là đến. Đến là thành âm tiếng Việt rồi. Student, drop cái âm xuống, hạ cái âm xuống nhẹ nhàng lại. Student. Đọc lại chị. Student. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Đó, một cái đầu tiên đó là từ student thì cái đuôi đến cần phải nhẹ nhàng lại, hạ xuống. Cái thứ hai đó là từ country là đang đọc thành âm tr. Không phải là âm tr mà nó là tree. Country. Tree chứ không phải là tree. Nó không phải chữ tr của tiếng Việt mà nó là tree. Đúng rồi. Tree. Đúng rồi. Country. Ok rồi, chị đọc câu số 2 đi. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Thứ nhất là place, thiếu âm sờ. Đúng không? Chị nghe chị có thấy được là thiếu âm sờ. Place. Giáo viên đi xuống. Place that you are visiting. Y ngắn thả lỏng cái miệng ra. Visiting. Đúng rồi. As much as. Just chị nói nó bị thô quá. Nhẹ nhàng thôi. As much as you can. Thì nghe nó sẽ hay hơn. Bướm cũng phải thả lỏng cái miệng ra rộng hơn nữa. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Rồi, ok, tạm được. Câu số 3. Talk to them and practice. To them. Thấy học giống vẹt chưa? Đọc từ đầu tới mà cả bài thì đọc được. Còn mà kêu chặn cái câu nó đó là bắt đầu đọc không được. Rồi chị đọc lại. Talk to them and practice your new language skills. Practice your new language skills. Cái thứ nhất đó là A bướm chưa mở khẩu hình miệng đúng. Nên là cuối cùng cái âm ấy, cái âm A nó nghe giống âm A tiếng Việt. Practice. Chị phải tập lại âm A bướm thì chị bỏ vô tất cả những từ có âm A bướm nó mới ra đúng được. Còn bây giờ chỉnh từ nhỏ lẻ thì qua từ khác có A bướm lại vẫn sai. A bướm thứ nhất là mở khẩu hình miệng còn cứng quá, chưa có đủ thả lỏng. Tập lại với ông tóc dài đi. Tập lại với ông tóc dài. Tại vì khi tập với ông tóc dài thì chị mới nghe và chị cảm được cái âm của ông tạo ra làm sao. Chỉ có khi nào mình nghe đủ nhiều mình mới cảm và mình tạo ra được cái âm giống họ thôi. Language. Practice. Talk to them. Them cũng vậy. Âm E chứ không phải là đầm. Talk to them and practice your new language skill. Skill. Thiếu âm Z đó. Số nhiều. Skills. Rồi. Tiếp đi chị. Learner the funny saying and different words that make up their language. Rồi. Learner. Ơi giờ tập lại giùm em luôn. Learner the funny sayings. Vậy giờ em nghe em phân tích nè, tất cả mọi người lát nữa chỉnh âm cũng làm như vậy cho mình luôn. Là mình chỉ điểm sai, nhưng mà mấy bạn hiểu như vậy nè. Nếu mình chỉ cái chữ đó xong rồi mình sửa cái chữ đó cho bạn thôi, mà bạn không nắm được cái nguyên tắc tạo âm và bạn không tập lại cái giáo trình Master Spoken English với cái âm mà bạn bị sai, thì khi bạn qua một cái từ khác mà gặp lại cái âm này, bạn sẽ tiếp tục sai cái lỗi đó. Tức là mình đang bị cái gì? Nếu chúng ta đang chỉ tập trung vào từng cái chữ của cái bài đọc này thôi và sửa được chữ đó thôi, nhưng không nắm được cái công thức á, không nắm được cái công thức âm đó, vậy thì khi mình qua một cái âm khác, mình lại tiếp một cái từ khác mình có cái âm đó, mình lại tiếp tục sai tiếp, thì mình đang bị gì ta?
gọi là bị tổn mổn vào từng từ nhưng mà không giúp được học viên nắm được là họ đang sai ở cái điểm nào, hiểu không? Nên là mình nói cái âm nào mà cần phải tập lại là mấy bạn nốt lại, xong mấy bạn về nhà lấy cái giáo trình Master Spoken English ra, xong mấy bạn tập lại cho mình. Ở đây chị Tâm là bị âm ơ e r, âm ơ e r không đủ âm e r nên nghe nó không được dày. Learner, the phonics says, vì chị Tâm là giáo viên dạy tiếng Anh nên em phải kỹ hơn, với lại em khó hơn với chị vậy thôi. Còn mấy bạn khác mà đọc như vậy thì em thấy ok rồi. Nhưng mà cảm ơn em. Nên là chị là giáo viên thì chị phải ấy, là em nghĩ cái nghề giống cái nghiệp vậy đó, mình mà làm sai ảnh hưởng rất nhiều người, nên là mình phải làm cho nó chỉnh chu. Chị đọc lại đi. Learner. Learner, the funny saying and different words that make up their language. Rồi, saying á, chị bị thiếu âm Z. Words, chị bị thiếu âm Z nha. Nó là số nhiều. Saying words. And words. Different words. Saying. Words, đó. Words. Tiếp đi chị. Talking is the only way to really learn a language. Ok, nhớ nghe A bướm tập lại cho em nha. Tiếp tiếp. Listen to people and talk to people. Đúng rồi, được rồi. If you talk to people, if you talk to people, you will also learn about their culture. Đó, ví dụ nè, mở cái khẩu hình miệng A U ra. About their culture. About đúng rồi, a u phải mở cho nó rõ a u ra, rồi also ơ u thì rõ ơ u ra, đó. Also about, also about, đó rõ ràng nha. So about, đúng rồi, đúng rồi, đó. Chị đọc lại cái đó nha. Yeah. If you talk to people, you will also learn about their culture. Learn about their culture. Learn about their, their. Âm TH của chị nó chưa có mang sát khí. If you talk to people, you will also. Mọi người đợi mình xíu nha. Learn about their culture. Culture. If you talk to people, you will also learn about their culture. If you talk to people, you will also learn about their culture. Their culture. Their culture. Their culture. Đúng rồi. Their culture. Yeah. Được rồi chị. Chỉnh lại mấy cái lỗi đó cho em nhắc lại nè. Cái thứ nhất đó là advice. Tức là chị thường bị thiếu âm đuôi đó chị. Advice thì chị bị thiếu âm sờ nè. Place chị cũng bị thiếu âm sờ nè. Rồi words chị bị thiếu âm z nè. Z nè. Rồi sayings chị bị thiếu âm z nè. A bướm chị tập lại đem nè. Các cái từ như là language, rồi as, đó, mở cái khẩu miệng rộng ra, rồi and, đó, những cái từ mà có âm A bướm á. Rồi âm ơ giờ chị tập lại cho em luôn trong từ learn. Rồi words, đó, tập lại cái đó. Với cái chỗ nối âm là as much as thì nó cần phải gom lại nhanh hơn với đọc nhẹ nhàng lại. Ok, cảm ơn cô Hiếu. Ok, bye bye chị Tâm. Rồi, người khác nào? Ủa, chị Vân hồi nãy trong này là chị đi đâu rồi? Rồi, chị Vân đọc đi. Chị bấm unmute đi. Ok. My advice to a student from a foreign country would be to talk, talk, talk. Rồi từ từ dừng câu đó trước. To, âm U chưa đủ mạnh. Student, âm U cũng chưa đủ mạnh. To a student, đó, âm U mạnh lên. Student, to a student. Chị đọc lại câu đó đi. My advice to a student from a foreign country would be to talk, talk, talk. Country, chứ không phải là con. Âm ớ. Country. Country. Nhớ nè. Country. Đúng rồi, ok rồi. Đọc câu số 2 đi chị.
Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Much as cần phải nói nhẹ nhàng lại. Không có nói nó bị thô quá. Much as, không có nói vậy. Much as, thả lỏng cái miệng ra. Much as. Much as. Đọc lại con đó đi. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Chị nói hơi nhanh, chị nói chậm lại. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Vẫn còn nhanh. Nè, xem nè. Talk as much as you can. Thì khi mình đọc chậm lại như vậy, mình mới có thời gian mở cái âm cho nó tròn. Ví dụ như của chị là âm A bướm chưa đúng. Nói lại ha. Talk as much as you can. Nhanh, chậm lại. Chữ S bị thiếu âm Z rồi đó. Talk as much as you can. Nói chậm lại nữa. Talk as much as you can. Chậm lại nữa. Talk as much as you can. Chậm lại nữa. Talk as much as you can. Chậm lại nữa. Chậm. Talk as much as you can. Hạ giọng xuống. Talk as much as you can. Đúng rồi. Talk as much as you can. Talk as much as you can. As. Âm Z đó. As. Đúng rồi. Đọc với chị. Cái trai đó nó quên mình. Much as you can. Nhưng quên mất tiêu là đứng hình luôn rồi. Oh wow. To the people who live in the place that you are visiting. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Talk to them and practice your new language skills. À bướm chưa được, của từ practice mở chưa rộng. Practice. Đọc cả câu, kiểm soát cái miệng lại ngay chỗ âm a bướm. Thấy học vẹt chưa? Cái câu đọc từ đầu tới thì mới nhớ, còn đọc mà giữa chừng là không nhớ câu đó là gì hết trơn. Đọc tự nhiên cái rối quên mất tiêu luôn rồi. Kiểu rồi hết trơn rồi. Rồi vậy nhớ chữ đi rồi lên chị, người khác. Ok, anh mở. Anh đọc nha. Yeah. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Rồi, chỗ này có cái từ country. Âm tr, anh đọc lại giùm em. Tree, chứ không phải là tree. Tree. Nè, tree á, nó giống như tree vậy đó. Tree. Đúng rồi, country, đọc lại. My advice to a student from a foreign country. Chưa được. Kiểm soát lại nè. Country. Tới chỗ đó là dừng lại một chút xíu xong đọc cho đúng cái từ đó. Đó, ý thức lại, chỉnh lại từ từ xíu. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Ok, rồi được rồi đó. Có cái từ đó nghe nhớ chỉnh lại giùm em là tree nha. Rồi tiếp. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Rồi as much as, thiếu âm Z sau cái chữ us chỗ vị trí đó đó. As much as, nhớ thiếu chữ Z ngay chỗ đó, đọc lại cho em. Talk as much as you can. Anh đọc đúng lại rồi. Nha. Yeah. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Đúng rồi. Talk to them and practice your new language skills. Yeah, tốt. Learn on the funny sayings and different words that make up their language. Different words. Ôi trời, chưa được. Words. Words. Ơ rồi anh, chung cái môi này nè. Words.
Words. Words. Âm Z sao á? Words. Đúng rồi. Words. Different words. Different words. Different words. Different words. À, đại cảm ơn giờ mạnh đây. Words. Learn on the funny sayings and different words that make up their language. Rồi, nhớ nghe cái chữ words là âm Z chứ không phải là âm S nha. Âm Z. Yeah. Với lại learn, âm R nữa. Learn. Learn all, learn all. Rồi, câu tiếp. Talking is the only way to relearn a language. Really learn. Really learn a language. Really? Hai dấu sắc mà đúng không? Rồi, để anh đọc lại câu đó. Talking is the only way to really learn a language. Way, âm e y. Sai. Way. Đúng rồi, chứ không phải way nha. Way. Đó, đọc lại. Talking is the only way that really learn a language. Nha. Talking is the only way. To really. Really? Để anh nhớ câu đó, đọc lại nè. Talking is the only way to really learn a language. Really? 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 Yeah. Talking is the only way to really learn a language. Lại really rồi đó, lại đi. Talking is the only way to really learn a language. To really? Really? Oh, đúng rồi. Really? Rồi để anh nhớ. Talking is the only way to really learn a language. Really? Tiếp vào đâu? Anh thấy anh đang đọc really không? Really learn. Really learn. Really? Anh coi lại cái dấu hay chỗ đó đây, hai dấu sắc đúng không? Really talking learn. Is the only way that really learn a language. Talking is the only way to really learn a language. Đúng rồi, learn ơi, giờ đọc cho đúng nghe. Learner. Language. Listen to people and talk to people. If you talk to people, you will also learn about their culture. Also, kéo cái miệng lại. Also. Also. Đúng rồi. If you talk to culture. Đọc lại câu đó đi anh. Rồi, anh đọc lại. If you talk to people, you will also learn about their culture. Đúng rồi. Okay, deep. Hết rồi. Hết rồi, yeah, tốt. Tức là cái ngữ điệu của anh á, nghe nó hay. Cái thứ hai nữa là đặc trưng đó là giọng nó trầm với ấm, nghe nó rất là hay. Với lại anh thay đổi khá là nhanh. So với anh coi lại cái bài testing voice của anh khi mới vô lớp đi. Coi anh đọc như thế nào á. Hơi bị dở. Đó thì anh coi anh so sánh lại để anh có động lực. Anh ráng anh tập, anh duy trì cái giọng á. Tại vì cái giọng anh không tập thì thôi, giọng anh mà tập được sẽ đọc rất là hay. Nên anh phấn đấu anh tập đều cho em. Bây giờ okay. Cái bài này anh chỉnh lại những cái lỗi đó cho em, anh nốt lại đi, nốt lại ngay cuốn vở này. Country. Rồi as much as là nhớ cái chữ z ở phía sau chữ s đó. Words er phải mạnh hơn. Learn er đẩy cái miệng ra trước, tập lại âm er âm z. Words thì thiếu âm z nha. Way âm e thì mấy cái âm đôi á anh để ý. About also, rồi đó đọc cho chính xác đi. Nha. Đó okay. Thì có mấy cái vậy thôi, còn là em thấy khá là ok. Đó là tiến bộ anh Mẫn. Cố gắng phát huy xong rồi cái đọc cái bài này hoài cho em luôn. Để biết làm sao khi mà anh đọc cái bài này mà nó nhuyễn á, nó sẽ có cái sự di chuyển từ âm này sang khác, nó quen. Nó quen rồi thì khi mà qua mấy cái bài phía sau này mình luyện nè, nó tập nhanh lắm, nó không có khó nữa. Có cái bài đầu này thôi, nên là mình phải tập trung cái bài đầu này là vậy đó. Ráng lên anh. Dạ, cảm ơn em. Dạ, bye bye anh. Rồi, chị Vân lên lại đi. Không thuộc nữa là em cho ra luôn nha.
Learn all the funny sayings and different words. Lại, đọc lại nè, đọc lại câu đó. Đọc từ từ thôi, chậm trăm cái giọng xúc. Hồi xưa học thầy, thầy có mày tập thở không vậy? Có. Học với thầy bao nhiêu tháng? Có đâu 3-4 tháng rồi. Là đọc tới VOA rồi đúng không? Ừ. Mà đợt đó xong rồi cái thầy cho out ra luôn. Không đáp ứng được yêu cầu. Rồi thì đọc tiếp nha. Trầm cái giọng xuống, đọc cao quá cái giọng. Dạ, bao giờ vô. Đúng, mày học. Learn all the funny sayings and different words that make up their language. Đúng rồi, đỡ hơn, nhưng mà A bướm vẫn chưa được, đọc lại A bướm nha. Language. A bướm. Đúng rồi. Learn all the funny sayings and different words. E chưa được. Sayings. Learn all the funny sayings and different words that make up their language. Đúng rồi, được hơn rồi đó. Tiếp câu tiếp theo. Talking is the only way to really learn a language. Cái câu đó theo chị đang bị cái gì? Cái chỗ cái learn á, cái chị không có lên cái R được. Tập lại âm R đi, tự nhiên vô lên được. Tập lại cái nguyên âm R cho em. Learn. Đó thì chị đọc cũng được mà. Đọc cũng được mà. Chị cảm giác đến cái đoạn đó là chị được. Âm R chưa quen á. Nên là nó bị vậy. Âm E cũng chưa được. Âm E á. Way chưa được. E. Xin chào cô. Mình có mẹ mẹ học. Hello con. Rồi way nha, way. Talking is the only way to really learn a language. Yeah. Talking. I'm the talking is the only way. Way. A nghe không? A ngân cái âm ra way. Way. Talking is the only way to really learn a language. Đúng rồi, nghe đó, nghe vậy hay hơn đó. Tiếp đi chị. Listen to people and talk to people. Yeah, tốt. If you talk to people, you also learn about their culture. Culture. Bây giờ chưa được đó, thấy không? Vì cái R không được, nên đọc chữ đó không được. Culture. Cái âm chờ cũng chưa được á. Culture. Cái ơ rỡ chưa được, nghe nó sao sao á. Ơ rỡ cái âm tóc vàng nghe đi. Lại âm ơ rỡ với cái giáo trình Master Spoken English á. Learn words. Đó. Culture. Đó, được rồi đó. Được rồi đó. Tức là đọc chậm lại cho em, đọc nhanh quá. Vì đọc nhanh nên là cuối cùng nó bị mất âm. Ok. Cái thứ nhất là đọc nhanh. Cái thứ hai là không kiểm soát được âm đôi. Tương tự cái chị Tâm lúc nãy á. A chưa được. Âm A nhất là âm A đọc thành chữ A hết trơn. A. Chị đọc thành chữ A. Ý là khi đọc vô bài là chị đọc thành chữ quay hết trơn. Say in gì đó, đọc cái gì đó. Với lại thứ hai là tập cho cái giọng nó trầm xuống cho em. Cái giọng chị nó cao á, nghe nó hơi mệt. Chị mà đọc trầm xuống thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Tập cái giọng trầm á, tập thở bụng á, xong rồi tập cái chữ om á, cho cái giọng nó trầm bớt xuống. Ok. Yeah, bye bye chị nha. Được rồi đó. Chỉnh lại nếu như mà cái bài báo cáo mà đọc như hiện tại á, thì chỉnh lại đi rồi nộp lại. Rồi, ok, chị sẽ nộp lại vào tối nay chứ. Yeah. Ok. Chị ao, cho chị ao luôn nhé. Chị Nam lên đọc trước đi nha. Để chị Nam 9:07:45 đi. Xong rồi tới Thảo. Đợi xíu nha. Chị Nam đi. Rồi chị đọc đi chị.
Yeah. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Talk as much as you can to the people living the place that you are visiting. Rồi, cái chỗ đó chỉ có một lỗi thôi, đó là thiếu âm s sau chữ place, với lại hạ cái giọng xuống place. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Visiting. Yeah, rồi, tốt. Chỗ đó chỉ bị cái thôi nghe là thiếu âm s, chị đọc, chị nhớ. Place. Đúng rồi. Câu talk tiếp thì chị... to them and practice your new language skills. Tốt. Learn all the funny sayings and different words that make up their language. Talking is the only way to really learn a language. Talking. Đúng rồi, hạ xuống cái âm sau talking. Ha. Talking. Rồi cái tiếp theo nữa là only. Only ways. Talking is the only ways to really learn a language. Only way. Đúng rồi. Talking is the only ways to really learn a language. Vẫn chưa được. Talking is the only way to really learn a language. Rồi, really? Yeah. Really learn a language. Rồi, tiếp. Listen to people and talk to people. If you talk to people, you will also learn about their culture. Em không ngờ chị đọc được vậy luôn á, rất là tốt luôn á, lỗi rất là ít. Âm đôi thể hiện rất là tốt, phụ âm đuôi cũng vậy. Có mỗi hai cái nãy em nói thôi là ừ của từ only với lại s của place. Tốt không chị? Giỏi á chị Nam. Cảm ơn em. Vậy là xong đúng không? Dạ. Ok chị, bye bye chị. Tốt không chị? Ráng phát huy nha. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi Thảo. Âm biểu. Đọc đi Thảo. Dạ. Em đi đâu vòng vòng thành phố vậy? Đi đâu vòng vòng vậy? Em đọc cái bài đi. Ừ. Dạ. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Oh. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Oh. Talk to them and practice your new language skill. Yeah. Learn the funny saying and different words that make up their language. Learn all the funny sayings and different words that make up their language. Talking is the only way to really learn a language. Kéo dài ra từ từ. Talking is the only way. Way. Đó nghe nó khác. Đừng có đọc nhanh quá, đọc chậm lại. Talking is the only way to really learn a language. Yeah, giỏi. Listen to people and talk to people. If you talk to people, you will also learn about their culture. Culture. Yeah, tốt. Ủa có gì đâu, chỉnh. Đọc hay. Không, lên để. Đọc rất là hay, nghe âm tạo rất là tốt luôn á. Nó không có bị thô nữa. Nghe nó rất là nhẹ nhàng, nó ra cái âm á. Bây giờ đọc làm sao cho nó dẻo, thiệt là dẻo cái miệng lên. Ý là đọc mà làm sao mà qua mấy cái bài đọc phía sau là em chuyển âm rất là nhanh được. Thì em chỉ cần giải quyết cái bài này cho tốt nè. Đọc mà nằm lòng cái âm ở trong cái tiềm thức của mình luôn. Vậy thì bữa sau cứ gặp cái từ nào mà nó có cái âm tương tự là em sẽ tạo ra âm chính xác.
em sẽ quên đi mấy cái âm tiếng Việt. Đó. Ờ, tốt lắm, giỏi. Hồi nãy giờ con bé Vân này đợi lâu rồi nè, Vân đọc đi em. Em bấm unmute cho em đi. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Rồi, dừng chỗ đó, dừng chỗ đó. Country, đó, bị cái lỗi tương tự như mấy cái người đầu. Em chỉnh lại là chữ tr đó, tree, country, country, đó đọc lại. Country. Đúng rồi, đọc lại câu đó xem thử, đọc lại. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Âm U dài nó chưa đủ mạnh, nên là vô cái câu nghe nó thành cái âm U tiếng Việt, hiểu không? My advice to a student, đó, to nè, stu nè, to talk. À, nghe nó khác đúng không? Đọc lại. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Đó, được chưa? Âm U dài á, là mình phải đẩy cái âm mạnh lên thì nó mới khác. Nghe. Chứ mình đọc nhanh quá, tới đó mình quên nó, cái mình đọc cái âm U đó thành tiếng Việt nghe nó sẽ không có hay. Rồi, câu số 2 đi. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Em cũng đọc quá nhanh. Em đọc nhanh là em không kiểm soát được cái âm nó tạo ra cho trọn vẹn. Nên bây giờ em đọc thiệt chậm lại cho chị. Đọc chậm lại và ý thức cái âm đẩy ra như thế nào. O là ra O mà U là ra U. Đọc lại. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Đó, nó đỡ hồi nãy đó. Nó đỡ hồi nãy, nó ít sai hơn là do đọc chậm lại và có kiểm soát. Vậy thôi. Rồi, có cái chữ này nè, much as. Cái chỗ mà cái chữ chờ đó em đọc chưa được, em đọc thành cái gì á? Em đọc lại đi, much as, đọc lại, much as. Much as. Much as. As much as. As much as. Ừ, được rồi đó. Đọc lại, bỏ vô câu đọc lại đi. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Vẫn nhanh, mày đọc nhanh cái xong rồi mày mất âm hết trơn. Đọc chậm lại và sửa lại cái lỗi chị vừa nói, đọc chậm lại. Talk as much as you can to. Đó, đọc lại. Cái chữ thật đó mày đọc thành thật gì á? Just, chữ just. Đọc chậm lại, không có đọc nhanh. Cái não nó chạy nhanh quá xong rồi nó không kiểm soát được cái âm. Chậm, dùng ý thức điều khiển. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. That you are visiting. Yeah. That you are. That you are visiting. Visiting là y ngắn mà, đâu có nghiêng cái miệng vậy. Visiting. Visiting. How y ngắn em đang đọc thành y tiếng Việt visiting, em đang đọc bên này visiting. Nó là visiting. Rồi, nhiệm vụ của mày tập lại y ngắn đi, chưa được đâu. Giờ có chỉ cũng vậy. Chỉnh lại tập lại y ngắn với giáo trình Master Spoken English. Dạ. Talk to them and practice your new language skills. Talk to them and practice your new language skills. New, âm U mạnh lên. New. Your new language skills. Learn all the funny sayings and nè, đọc nè, learn all the funny sayings and different words that make up their language. Nè, funny, thả lỏng cái miệng ra. Funny, không có phấn mà là fun, thả lỏng nè. Funny. Ừ, đó. Chậm lại, kiểm soát, sửa. Learn all the funny sayings and different words that make up their language.
TH mang sát khí của âm their, their language. Rồi, ok, câu kế tiếp đi. Talking is the only way to really learn a language. Rồi, tự em nhận ra thử cái câu em vừa đọc nó sai chỗ nào. To really learn. Đọc lại, đọc chậm thôi. Talking is the only way. Thiếu âm sát sau chữ is. Is talking is the only way. Đó là y ngắn không phải y dài nên là không có nghe cái răng ra như vậy. Is talking is the only way to really learn a language. A bướm rộng hơn. A language. Đó, đọc lại đi. Talking is the only way. Vẫn thiếu âm sát. Dùng cái đầu kiểm soát, đừng có đọc ra vậy. Talking is the only way to really learn a language. E đọc sai, đọc lại đi. Talking is the only way to really learn a language. Really learn a language. Đúng rồi, đọc lại. Kiểm soát lại em. Talking is the only way to really learn a language. Đọc lại đi. Một lần nữa kiểm soát cái âm xem nào. Talking is the only way to really learn a language. Language. Thả lỏng cái âm ơ ra. Language. Language. Em bị cái ngược đời, cái âm mà dễ nhất có thể là mẹ đọc không được là cái âm ơ á, âm đó là âm thả lỏng miệng ra. Language nè, rồi makeup. Âm ớ đó, makeup. Đó, rồi xong rồi cái chữ gì nữa, funny. Đó, những cái âm ơ. Cái âm ơ là cái âm thứ hai mà em còn phải tập lại. Có nghĩa là âm y ngắn nè, âm ơ nè, rồi âm ớ nè. Tập lại mấy cái âm đó, thả lỏng miệng ra đọc nó mới đúng. Còn giờ đang đọc bị gồng cứng quá. Funny, em đọc nghe thấy mắc cười không? Người ta là funny. Mày cứ phấn nỉ. Cái gì mà nỉ, ta nỉ cho một ngày. Bây giờ cứ nỉ miết. Tập lại em ơ đi rồi tính. Funny, nghe nó khác. Còn của em là mày đừng có đọc theo tao nữa, mày đọc lại em ơ đi rồi mày tập theo sau. Giờ mày đọc theo tao ngứa gan, cứ phấn nị. Rồi gì nữa ta? Say in đi mà in. Cầm y rõ ràng saying. Rồi visiting, mày cứ visiting. Đọc em y tiếng Việt hết trơn, hiểu không? Y ngắn với ơ. Rồi makeup, em thì đọc quá nhanh. Makeup, tức là em đọc thành em up. Đọc cái âm ó là đó là bị sai đó. Thì tập lại những âm trung tính như vậy, bao gồm có y ngắn và âm ơ. Đọc nhanh sẽ không kiểm soát được. Chỉ khi nào mà em đọc chậm, em từ tốn, em kiểm soát từng xíu thì lúc đó là em thuộc bài ra em mới làm được cái chuyện đó. Còn em đọc vội như vậy là như chạy chữ ra thôi. Nhưng mà thiệt ra là em không kiểm soát được những thứ em đang đọc thì nó không hay và không tốt. Mình đọc với cái sự ý thức về cái miệng nó đang di chuyển tới cái âm nào rồi. Rồi giờ phải mở ra làm sao, a bướm thì ra sao, tức là mình đọc với cái sự ý thức như vậy thì nó mới ra được cái bài hay. Còn mình đọc nhanh nó cứ ào ra, nhưng mà từng cái chi tiết âm thì rõ ràng là nó không chính xác, nghe thì nó có vẻ cũng được đó, nhưng mà thiệt ra là đánh giá không cao, là do cái bài cái âm nó không có được trau chuốt. Nó giống như cái người nghệ sĩ người ta hát vậy thôi. Từng cái âm rồi chơi đàn rồi cũng vậy. Từng cái âm người ta phải tập nó rất là bén. Xong rồi đưa vô cái bài thì nó mới hay. Nên là âm swo, âm ơ, âm y ngán. Rồi em tập lại đi. Rồi em đưa vô lại những cái từ nó liên quan tới cái bài. Ví dụ country, matches, rồi visiting, sayings. Đó thì lúc đó makeup. Thì lúc đó em đọc nghe nó rất là nhẹ nhàng. Tự nhiên nó sẽ hay hơn, nó tinh tế hơn. Còn bây giờ là nó đang bị y chang như bổ củi á. Nghe nó cục ra, nghe nó sẽ bị thô, nó không hay. Nên là hãy tập trung cho cái bài này, chỉnh lại cho chị, đọc chậm lại, chỉnh lại từng xíu như vậy, kiên nhẫn một chút xíu, 50 lần nữa luôn. Em đọc được như vậy rồi xong rồi em hãy quay bài, em gửi lại chị coi thử. Chứ hiện tại là chị thấy, tức là em có tiến bộ, chứ không phải không. Em coi lại cái video testing voice của em đi, em sẽ thấy là em tiến bộ, đúng không? Mày coi lại không vậy hay là mày kêu không biết luôn vậy?
Có. Em có nghe lại rồi. Em người Đà Nẵng hay gì? Dạ em người Quảng Ngãi. Ừ, hình như nghe cái giọng là biết nó sẽ bị ảnh hưởng cái giọng vùng miền nên là nghe nó hơi nặng. Nên là em phải tập nhiều hơn cái phần nguyên âm là như vậy đó. Dạ. Được chưa? Ừ, dạ. Nên là cố gắng đi tập lại cho chị đọc lại. Đọc thả lỏng người ra. Thuộc bài, đảm bảo cái yếu tố đầu tiên là thuộc bài. Khi mình thuộc bài được, bắt đầu mình không cần phải nhớ về cái bài đó nữa, thì bắt đầu mình tập trung cái tâm trí mình vào việc di chuyển miệng để tạo các cái âm cho nó tròn trịa. Khi mà tạo âm được như vậy, tự nhiên cái bài của em nghe nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Còn hiện tại thì chị nghe chưa có được hay lắm. Dạ. Nha. Dạ. Nhớ làm ôm đồ đó tập lại cho chị đi. Dạ. Nhóm em là ai trợ giảng? Dạ Đức. Ờ à, Đức. Rồi ok. Vậy nha. Dạ, em cảm ơn chị. Trang đọc đi Trang. Trang đọc đi xong rồi tới chị Châu. Còn lại mấy bạn mà đang cảm thấy là cái âm nó hơi khó khó thì mình sẽ chỉnh xong cùng chứ để mấy người kia đợi. Trang đọc trước. Dạ, em đọc nha. My advice to a student from a foreign country. Em đọc tiếp luôn như sao? Đọc lại câu đó đi. Mạng nó bị gì nó ngắt ngắt không nghe nữa. Lại. My advice to a student from a foreign country would be to talk, talk, talk. Đọc rất là tốt. Nhưng mà có điều là những cái từ hai âm tiết đó. Ví dụ student, đó, thả lỏng người miệng ra. Đừng có đọc nhanh quá, đừng có vội quá. Student from a foreign. Student from a foreign. Student from a foreign. Đó thì nghe nó sẽ hay hơn. Nha. Em đọc lại hay sao chị hay đọc tiếp ạ? Đọc lại đi. My advice to a student from a foreign country would be to talk, talk, talk. Chậm lại xíu đi, đọc nhanh quá. Nhanh. My advice to a student from a foreign country would be to talk, talk, talk. Lại lần nữa. My advice to a student, đọc bình thản thôi hiểu không? Kiểm soát. Đọc từ từ chậm rãi thôi nghe nó sẽ hay. My advice to a student from a foreign country would be to talk, talk, talk. Rồi, được rồi, câu số 2. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Vẫn nhanh quá mẹ ơi, đọc chậm lại xíu đi, nhanh quá. Nhanh quá nên nghe nó không hay á. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Đọc lại chậm hơn xíu nữa. Kiểm soát cái âm lại, đọc lại. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Đó, đọc chậm hơn nghe tự nhiên nó hay hơn, thấy không? Tiếp câu số 3. Với âm Z sau chữ as đọc rõ ra nghe. As much as, chỗ đó âm Z nghe không có rõ lắm. Yeah. Tiếp. Talk to them and practice your new language skills. Đó, tự đọc, tự nhận lỗi luôn đi. Rõ ràng là practice, thiếu âm sờ đúng không? Yeah. Talk to them and practice your new language skills. Y ngắn, chỗ chữ practice nghe chưa có hay. Thả cái âm nó, thả lỏng cái âm nó ra. Talk to them and practice your new language skills. Tiếp. Learn all the funny things and different words that make up the language. Yeah, tốt. Tiếp. Talking is the only way to really learn a language. Yeah, tiếp. Listen to people and talk to people. If you talk to people, you will also learn about the culture. Also, chưa rõ. Also. Đó, di chuyển từ từ thôi. About their culture. Đó, vậy đó, từ từ nhả cái âm ra. Hiểu không? Yeah. Mình chi cho mình chơi với âm vậy đó, mình nhả từ từ cái âm ra nghe nó sẽ hay. Em mà đọc vội, em đọc sẽ không hay. Em đọc chậm rãi á, nghe nó sẽ rất là hay. Mà tiếng Anh á, đúng là tiếng Anh á, là phải nói chậm chứ không phải nói nhanh. Người ta cứ không nghe được cái người ta kêu là nói nhanh. Nói nhanh thường là mấy đứa nó lấp liếm, nói tiếng có tiếng không.
Còn thiệt ra là phải nói rất là chậm rãi, từ từ và dùng những cái từ đơn giản cho người ta hiểu, đó mới là giao tiếp. Chứ còn dùng từ phức tạp nói thì cứ phát âm thì không có rõ mà nói thiệt là nhanh, có nhiều người bị cái tật đó. Thứ nhất đó là họ để thể hiện cho những người mà không biết tiếng Anh thôi, những người mà có chuyên môn nhìn vô biết ngay. Rồi vậy mà quá trời người bu vô kêu nói hay thế mới chết. Trong khi nó nói thì sai tè le một men, nhưng mà chỉ có cái người mà họ có chuyên môn họ mới biết thôi. Nên là cái đầu tiên đó là phải nói chậm. Cái thứ hai, khi nói chậm thì tự nhiên cái việc nhả âm nó rất là từ tốn, và cái nó mình y chang như cái âm nó được ngân ra, tự nhiên nó hay hơn. Cùng là cái cách tạo âm đó, nhưng cái người mà họ nói chậm và từ tốn họ sẽ nói hay hơn rất là nhiều so với một cái người nói nhanh và vội. Vội thì cái âm nó sẽ bị xén, nghe nó bị cắt, nghe nó y chang như cục, có nghe nó không có hay, nó bị thô. Yeah. Hiểu không? Đó, yeah. Nên là đọc chậm lại. Tất cả các câu em thử em đọc chậm lại là cái thứ nhất. Thứ hai là khi em đọc chậm, em tập trung cái tâm trí của em vào cái việc là di chuyển cái âm như thế nào, cái âm đã mở đủ rộng và đủ sâu cái âm đó hay chưa. Khi em làm được cái chuyện đó, tự nhiên cái bài của em nó sẽ lên một cái level mới, nghe nó hay hơn rất là nhiều. Yeah. Ừ, em sai thì không có sai đâu, nhưng mà để cho nó hay hơn thì nó phải khác. Hầu như cái chuyện mà, ví dụ như giọng của chị thì thường là chị thấy là chị lầm tiếng mà nghe nó hay là do cái giọng chị nó trầm. Một vài bạn á thì cái âm á nghe nó bén hơn của chị, nhưng mà cái giọng họ giọng kim, cuối cùng mới là cái giọng họ không hay bằng giọng của chị. Nên là khi mình tập trung vào cái việc là chất lượng, là mình trầm giọng là cái thứ nhất, cái thứ hai mình nhả chữ từ từ thì cái giọng mình nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với việc đó là mình sao ta đọc nhanh quá. Được chưa? Dạ rồi. Rồi, tập lại đi nha, tập lại. Em thì phải làm sao thì tập lại, học lần nữa lần này tập lại cho thiệt hay đi. Là thiệt hay. Dạ rồi, đúng rồi chị. Ừ. Dạ rồi. Tới chị Châu nha, chị Châu đọc xong rồi, cái là tới bé Tuyền. Đọc chị Châu. Dạ. Yeah. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Country, âm tr đó, giống cái lỗi hồi nãy mấy bạn kia đó chị. Country. Âm từ r, nhả chữ từ từ ra country thì nghe nó sẽ hay hơn. Chị đọc lại nha Hiếu. Yeah. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Đó, hay hơn rồi đó. Tiếp đi chị. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Rồi, thứ nhất nè. As much as, đọc chậm lại chỗ đó cho nó hay hơn. As much as you can. Đó, chị đọc lại khúc đó thôi. Talk as much as you can. Đó, nghe nó sẽ hay hơn. Also live in the place that you are visiting. Đó, cái chỗ này nè. That you are visiting. Đúng rồi, chỗ đó là âm ơ luôn. Còn nếu không đọc âm ơ thì phải đọc a bướm ra. That you are visiting. Chị đọc lại câu này nha Hiếu. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Yeah, đó, hay hơn rồi đó. Tức là cái lỗi hồi nãy là bị cái gì? Thứ nhất đó là đối với âm chữ us được đọc hơi vội, nhanh nên là nghe nó bị cắt âm. As much as, tức là nghe nó không biết giải thích sao nữa. Rồi cái khúc mà phía sau cũng vậy luôn. That you are visiting thì nó sẽ hay hơn. Còn khi mà chị đọc chị quyện vô câu, cái chỗ đó chị lướt qua hơi nhanh, nên là cái chữ that nó không có tròn âm. Là chị chuyển thành that. Đúng rồi, that. Nhưng mà chị đọc that nó cũng không có ra âm that luôn, mà em lại nghe nó thành cái gì á, cái âm gì á, nghe nó hơi kỳ. Nên là thành a bướm luôn nha em đi, để đọc cho tròn cái âm ra luôn đi, cho nó hay. You are visiting. Yeah, đúng rồi. Rồi, đọc qua câu tiếp theo chị. Talk to them and practice your new language skills. Learn all the funny sayings and different words that make up their language. Words. Nó là ER, nên là kéo dài nó ra một chút xíu. Learn all, cũng vậy. Learn all the funny sayings and different words, kéo dài nó ra chút xíu thì nó sẽ hay hơn. Âm nó là major, kéo dài nó ra. Chị đọc lại. Yeah.
Learn all the funny sayings and different words that make up their language. Đúng rồi, tốt vậy, tiếp đi. Talking is the only way to really learn a language. Tốt vậy. Listen to people and talk to people. Yeah. If you talk to people, you will also learn about their culture. Yeah, tốt. Culture. Okay, rồi. Với lại also, also, Đó, hai cái lỗi này. Also, chưa rõ. Lỗi tiếp theo đó là culture, chưa rõ. Also, So. Also. Em vẫn nghe nó là âm sờ nặng. Nhẹ cái chữ sờ xuống lại hả Hiếu? Chữ ít xì của mình á. So, chứ không phải là so. So. Bởi vì chị đọc thằng đọc sờ nặng không? Sờ nhẹ á. Sờ đó là sờ chữ ít xì của mình chứ không phải là sờ chữ S Việt Nam. Rồi. Chị biết rồi chị. Ok chị, tốt lắm. Video mà hồi sáng mà chị gửi em á là nghe nó chưa có hay. Thứ nhất là chị tập trung quá nhiều vào cái ngôn ngữ cơ thể á, cái chị quên mất cái âm. Vậy thì bây giờ khỏi làm cái động tác ngôn ngữ cơ thể đó cho em luôn, mà chỉ ngồi xuống quay nửa người rồi tập trung vào cái bài đọc thôi để thể hiện cho nó hay là được rồi. Chị quay lại thì nhiều khi mà nó cứ bị tập trung những ngôn ngữ cơ thể cho tự nhiên cái xong cái mình quên hết, cái tức là tâm trí mình tập trung vô cái đó, cái là cái miệng mình đọc nó bay chữ đâu hết trơn luôn, nó không có đúng. Mà cái mục tiêu của mình không phải là cái ngôn ngữ cơ thể thôi. Ai mà người ta chắc cái phần âm là người ta sau đó người ta kiểm soát được cả hai thứ, người ta có khả năng kiểm soát hai thứ thì người ta làm, còn không thì mình chỉ tập trung vào cái việc là mình nói sao cho cái bài thiệt hay. Với khi mấy bạn học á, mà nó ra một cái kết quả, mấy bạn cứ tưởng tượng vậy nè, nếu mình post cái clip này lên trên Facebook của mình thì người ta khen hay người ta chạy vô người ta cười. Khi mấy bạn có cái tư duy đó, tự nhiên mấy bạn chỉnh chu cái bài của mấy bạn. Hiểu không? Nên mấy bạn tập với cái mục tiêu đó là, ví dụ giờ chị tưởng tượng đi, chị học em xong, cái chị nói một cái bài lên, mà chị post cái clip này lên, chị kêu ra là kết quả sau chừng đó buổi luyện, thì chị có tự tin để post lên hay không? Nếu chị rất tự tin là cái bài này hay quá này, cô Hiếu vừa khen xong hay quá, chị gửi cho em một bài mà em kêu là ok, chị mà post bài này lên thì không có gì đâu. Thì bắt đầu là chị thấy cái bài này nó quá hay thì chị post lên cái, chị, tức là chị tưởng tượng ra cái result bản thân mình như thế nào á, thì chị sẽ tập nó khác. Rồi Hiếu, tại vì mỗi lần chị thu âm á, thì chị cảm thấy là thu âm á, thì cái giọng nó khác hơn so với quay. Bởi vì quay á, tập trung vào nhiều thứ quá xong rồi bắt đầu chị quên âm. Hoặc là ví dụ cái khúc nào đó mà nó nhanh quá là lướt qua luôn. Nên một lần mà quay nhiều lần lắm mà vẫn không được. Còn không, chị coi cái bài của Nguyên á, Nguyên đọc á, của Miss Nguyên á, chị coi cái bài đó xong rồi chị hình dung ra là chị sẽ nói ra được giống vậy đó, chị tập, tức là mình có một cái hình mẫu để mình tập trung vào, mình bắt chước theo thì nó sẽ tự nhiên cái bài của chị nó sẽ tự nhiên hơn. Còn rồi, ví dụ như giờ mà mình thu âm không, mà mình không quay phim á, thì bọn em không có biết được là khẩu hình miệng chị đang thế nào, kiểu vậy. Rồi, chị... Dạ nghe chị, bye bye chị. Con Hiếu. Dạ. Nguyệt đọc đi Nguyệt. Hai cái bạn này đợi xíu nha, chị Liên với lại Tuyền á, là mình biết là hai bạn nhiều lỗi á, nên hai bạn đợi một chút xíu. Ở trong này có chị Minh đúng không? Chị Minh lớn đúng không? Chị bật camera chị lên đi, lát em chỉnh luôn cho. Nguyệt đọc đi Nguyệt. Dạ, cô nghe cô. Chị nghe. Dạ. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Tốt. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Okay, lỗi ngay chỗ này, as much as thì cũng nói không cần phải quá nhanh, nhưng mà quan trọng là nó tròn cái âm, nó đủ chữ. As much as you can. Đó, em làm vậy. Em tập lại đi. Talk as much as you can. Vẫn nhanh. Thiếu chữ Z sau chỗ chữ S. Talk as much as you can. Đọc lại. Talk as much as you can. Được rồi. The people who live in the place that you are visiting. Rồi, nếu mà em muốn đọc thành that
thì nghe chỗ đó em phải nói đọc nhanh, tại vì người ta giảng lược âm là do người ta nói nhanh nha. Còn nếu mà mình tắt, mình ngắt ra như vậy mà mình đọc thành vết á thì nghe nó kỳ, hiểu không? That you are visiting. Đúng rồi, đọc thành a hướng luôn cũng được. Rồi câu tiếp theo. Talk to them and party. À, chưa đúng. Talk to, u dài mạnh lên. Talk to them and practice your new language skills. Stop. Learn all the funny saying and different words that make up their language. Sayings, em bị thiếu âm Z. Saying. Không, ý thiếu âm Z phía sau. Sayings. Talk to them and practice. To, âm U phải mạnh lên. Talk to them and practice your new language skills. Learn all the funny sayings and different words that make up their language. Tốt. Talking is the only way to really learn. Way, chứ không có way. Way. Talking is the only way to really learn a language. Em vẫn còn bị đọc way vậy nè. Way. Thả lỏng miệng ra, way. Way. Talking is the only way. Ê, thiếu biểu giác rồi. Talking is là y ngắn mà, đâu phải y dài đâu mà nghe răng. Talking is the only way to really learn a language. Đúng rồi, tiếp. Listen to people and talk to people. If you talk to people, you will also learn about their culture. 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 Ôi giời, sure. Sure. Ok. Tốt. Thứ nhất là âm tạo rất là tốt, không có sai nhiều. Một vài cái chị thấy là đọc nó hơi nhanh, nên là ví dụ như là thiếu âm Z phía sau thôi. Còn lại thì chị thấy ngữ điệu cũng tốt luôn. Giọng của em cũng khá là ok, dễ thương. Trầm cái giọng xuống một xíu nữa thì nghe nó sẽ hay hơn nhiều. Được chưa? Chị thấy vậy rất là tốt đó. Tiếp tục phát huy, đọc nhiều hơn nữa. Và kiểm soát các cái âm em đang tạo ra, em đừng có đọc vội và nhanh nha. Ok. Bây giờ Tuyền lên đọc nghe xem nào. Tuyền làm gì nó bị lộn ngược cái đầu qua bên này rồi nè. Rồi được rồi á, đọc đi. Ủa tao không nghe gì hết Tuyền ơi. Bấm anh mute chưa vậy? Ủa sao không nghe gì vậy? Ủa bị gì rồi? Đâu mất tiêu không rồi? Chị Liên lên trước đi. Yes. Chị đọc đi chị. My advice to children from a foreign country would be to talk. Đọc nhanh quá, đọc chặt mất câu đó thôi, một câu đó thôi. Dừng, một câu đó thôi, một mình câu đó thôi, đọc từ từ em. Đọc chậm lại, đọc nhanh quá. Câu 1 hay câu 2 cũng được. Một, câu 1. My advice to children from rồi, dừng nè. My advice, thả lỏng cái âm e ra. My, đọc đi. My. Không có boy vậy. My. 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 Đọc rõ ràng. My. My. Không có my. Không có gì. Nè, đọc như chữ A nè. My. My. Rồi. My. Advice. Advice. Đúng rồi, nghe nó sẽ khác. My advice. Đúng rồi. Student from rồi, chỗ nó sai đó. Stu là sờ tờ mà. Chú, chị đọc thành là student. Stu. Student. 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 Không có chú, mà là sờ tờ. Stu. Stu. Sờ tờ nè. Stu.
Student. Chậm lại mới sửa được. Student. Ừ, đó, vậy đó. Student. My advice to a student from a foreign country. Chưa được, lại. My advice to a student. Đó, đọc chậm lại, chỉnh lại. Chỉnh lại từng xíu đi em. Âm sờ tờ, chỗ đó chưa được. Rồi âm sờ, sao chưa advice bị thiếu nữa. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Rồi, đỡ hơn rồi đó. Rồi, câu số 2. Talk as much as you can to the rồi, people. Rồi, dần. Talk as, âm Z bị thiếu rồi. As, âm Z. Talk as much as you can to the much people. Much as, bị thiếu âm Z luôn. Talk as much as you can to the people who live in the place. That place, thiếu âm sờ. A place that you are visiting. You are visiting. Đọc chậm lại mới kiểm soát được nghe, đọc nhanh quá à. Nhanh quá. Talk to them and practice your new language skills. Skills. Âm Z sao đâu? Skills. Skills. Learn all the funny sayings and different words that make sayings. Thiếu âm Z. Chị ghi lại mấy cái lỗi đi. Chị ghi lại mấy cái lỗi đi chứ không là lát nữa một hồi chứ không nhớ gì hết trơn á. Chỉnh xong không nhớ gì hết. Lát nữa lên. Bây giờ vậy nè chị. Lát nữa lên á, coi lại cái clip này nghe. Em có recording, hiểu không? Em có recording lại cái video này. Lát nữa em up lên. Xong rồi chị tua tới cái đoạn mà em chỉnh cho chị á. Chị chỉnh lại mấy cái lỗi đó. Giờ chị khỏi nốt để chị đọc đi. Rồi xong em chỉnh nha. Learn all the funny sayings and different words that make up the language. Sayings. Đọc lại. Sayings. Ends. Thả lỏng miệng ra. Ends. Sayings. Không có say mà là sayings. Sayings. And different words. And different words. Different. Different. And different words. Nè. Different. Different. Words. Words. And different words that make up the language. Their language. Their language. Nhớ nghe, their trong có the gì đó nghe. Their. Rồi. Đọc the không à? Ờ, sai rồi, em e rồi. R là tưởng đâu nào giống như âm ơ r chứ. No, ơ r là số 3 r chị ơi. Nên là chữ er. Tần đọc ông ơ không? Chị nhìn bị nhầm á, chị nhìn bị nhầm. Tần đọc ông ơ. Rồi. Talk in easy only way to really learn a language. Nè, would nghe nó thô quá. Language. Language. Không có which mà là thả lỏng cái miệng ra. Language. Nếu giống âm e đi, đọc giống chữ e thử. Language. Rồi, mà đừng có thô như vậy. Language. 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 Đọc language. Đó, đỡ language. Rồi đó. Đúng rồi. Language. Đúng rồi, đỡ hơn rồi đó. Talking is, thiếu âm Z. Is, thiếu âm Z. Talking is. Y là y ngắn chứ không phải y dài. Không có is vậy. Is. Is. Talking is the only way. Only way to really learn a language.
không có with nữa nha. Language. Đúng rồi. Language. Listen to people and talk to people. If you talk to people, you will also learn about their culture. About their culture. Đỡ hơn. Coi lại cái khúc mà em chuẩn chị nghe lát nữa video đó lên á. Bị sai nhiều đó, bị sai là do chắc là những giọng nặng quá, do vùng miền á. Một phần là do vùng miền. Hay bị thiếu âm cuối nè. Đúng rồi. Hay thiếu âm cuối. Nguyên âm thì bị thô quá đó, nguyên âm ví dụ ngắn rồi, rồi. Language mà cứ language đọc ra chữ with luôn mới nghe. Language. Saying. Ok. Chỉnh lại bài nói mày. Ở máy chị sắp hết pin đó Hiếu. Chị ao nhá. Dạ rồi, được rồi đó. Nhưng mà lát lên Facebook coi lại cái video này nghe. Chị cảm chỉnh ơn lại nhá. Đi, chỉnh lại đi, đọc nó mới hay á. Chứ đọc vậy nó bị thô. Mà em nghĩ ở ngoài chắc tiếng Việt của chị nó cũng bụp ra ngoài. À đúng rồi. Tiếng Anh nào tiếng Việt nó vậy, tiếng Việt nó vậy, tiếng Anh nó như vậy. Dạ dạ dạ. Chỉnh lại cho em mấy cái lỗ đó nghe. Ừ, chị cảm ơn nha. Dạ bye bye chị. Chào em. Tuyên đọc lại đi Tuyên ơi. Em bấm unmute đi rồi em đọc lại. Chưa nghe được. Ủa điện thoại bị gì vậy Tuyên ơi? Không nghe gì hết á. Em coi lại thử em mở cái phần mà audio lên chưa? Sao là tay không nghe gì hết trơn á? Coi điện thoại có bị gì không vậy? Số của mày không được chỉnh âm rồi sao Tuyền ơi? Rồi coi lại bị cái gì đi. Coi lại bị gì đi, không nghe gì hết trơn á. Mày nói không nghe, chị nói thì em nghe đúng không? Chị Minh, đọc đi chị Minh. Chị bấm unmute đi chị Minh. Rồi chị đọc đi. Em có thấy chị không vậy? Dạ rồi thấy, chị đọc đi. Chị cầm điện thoại chị không nhìn thấy cái mặt chị đâu luôn. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Tốt nha, nhưng mà chỉ có một cái thôi là âm u dài chưa đủ mạnh. To, âm u đó. Cái âm u dài đó hôm bữa ấy chỉnh cho chị rồi mà chị cũng không biết sao cho nó được á. Ý là to, chị nhỏ cái môi lại vậy nè. To. Đúng rồi. To a student. Đó là vậy đó. To a student. Tức là cái chữ U nó phải đẩy nhọn ra trước xíu nữa. To a student. To. Đó vậy đó. To a student. Đúng rồi, to đó, a student. Tại vì khi đọc nhanh vô câu á, chị đọc thành chữ U. To là nghe nó không hay. Rồi. Nó phải là U. To a student. To. Vậy được chưa? Dạ rồi. Câu số 2. Talk as much as you can to the people who live in the place
that you are visiting. Yeah, tốt mà. Chỉ có cách là trầm giọng xuống. Trầm giọng xuống nữa hả? Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Những cái từ mà âm nặng, dấu nặng và dấu huyền xuống thì chị chưa thể hiện được. Tức là chị phải thể hiện cho nó drop xuống, nó rớt xuống nghe. Thì nghe nó sẽ hay hơn cái phần ngữ điệu. Tiếp đi, tiếp đi. Giờ đọc tới câu 3 phải không? Dạ. Yeah. Learn all the funny things and different words that make up their language. Learn all là chị không nói đúng không? Learn all the funny things and different words. And different words that make up their language. Đó thì anh th của chữ there là chưa được. There. There. Language. Language. Đúng rồi. There. Vậy được chưa? There. 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 Tiếng Hán nè. There. 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 Ừ. Đó, được rồi đó. Nhưng mà khi vào trong cái câu đó thì their language. Đúng rồi. Yeah. Vậy thì ví dụ như vô câu đọc không được thì phải bóc cái khúc riêng nó ra, bóc ba chữ gần cái từ their đó ra. Chữ trước chữ sau của nó ra đọc cho bằng được. Ra đọc mà. Their language. Đọc bóc cái cụm nó ra đọc riêng xong rồi mới bỏ vô. TH phải có mang sát khí. Tiếp tiếp. Talking is the only way to really learn a language. Mm. Listen to people and talk to people. If you talk to people, you will also learn about their culture. You will. Âm yên ngắn, thả lỏng cái miệng ra hơn. Will. Chứ đừng có will nhá. Will. Đúng rồi. Will. You will. Also. Oh, chưa rõ. Also. Đúng rồi. Also learn. You will also learn about their culture. Culture. Ôi giờ mạnh lên. Culture. 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 Rồi, ok. Được rồi đó. Em thấy đọc được mà. Em thấy đọc ok. Chỉ có cái là cam TH đó, nó chưa có ma sát khí. Chị tách mấy cái chữ đó ra, chị đọc riêng đi nè. That, there, rồi them rồi đó. Với lại cái thứ hai nữa là giờ chị đọc làm sao, chị đọc nhuần nhuyễn cho cái miệng của chị nó thiệt dẻo để chị quen với tất cả các cái âm đi. Để nó chuyển qua một cái bài đọc khác thì mình chỉ thay đổi về cái từ vựng thôi, chứ cái âm thì nó cũng chừng đó. Thì mình phải master, tức là mình phải thuần thành thạo cái việc di chuyển miệng từ âm này sang khác. Thì qua các cái bài đọc khác mình sẽ thấy nó dễ hơn rất là nhiều. Tức là đọc làm sao mà nó vào trong tiềm thức mình luôn, chứ không phải là ý thức nữa. Giờ mình vẫn còn sử dụng ý thức để mình đọc, là chứng tỏ là ví dụ mình ra ngoài mình nói thì mình sẽ dễ sử dụng cái tiếng Anh, nó trở về lại cái tiếng Việt. Nhưng khi nào mà chị tập nhiều cái bài này, chị đọc nhiều tới cái mức mà chị cái âm nó đẩy sâu vào trong tiềm thức của chị luôn, thì bữa sau chị gặp các cái từ khác nó được hình thành bởi những cái âm này, chị sẽ tạo nó rất là chính xác. Đó, vậy đó, đó là nguyên nhân tại sao mà mình phải học thuộc á. Nha, chỉnh lại cho em cái đó. Dạ. Cái chữ U dài á là toàn bộ chị chỉnh lại hết mấy cái chữ you. You student thì đều là phải chỉnh như nhau hết đúng không? You, đúng rồi. Nếu mà U dài đang bị sai thì phải chỉnh lại hết. You stu you to to u u vậy phải không? U. Đúng rồi, đúng rồi. À. Rồi ok. Dạ cảm dạ rồi, em. Dạ rồi. Bye bye chị. Rồi bye. Tuyền lên đi Tuyền ơi.
Alo, alo. Rồi, nghe rồi, đọc đi. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Bữa nay đọc đỡ hơn bữa rồi đó. Still, âm U. Đọc lại, âm sờ tờ, chỗ đó nữa chưa rõ. Student. Student. Âm sờ tờ em. Still. Student. Em vẫn là chú. Em giống như chị Liên hồi nãy đó. Still, sờ tờ nè. Still. Student. Ừ. Student. Ừ. Đọc lại. Ừ, đọc lại. My advice to a student from a foreign country would be to talk. Country. I'm to a country. Không có country nha. Câu số 2 đi. Talk as much as you can to. Rồi thiếu âm đuôi em. Chạm lại. As là thiếu âm Z rồi nè. Much as là thiếu âm Z luôn. Much as. Âm Z nào? Much as. Âm Z sau chữ S á. Much as. Đọc lại. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Place. Đó, bị cái chữ đó nữa đó. Âm E đọc sai đấy. Place. That you are visiting. That you are visiting. Ừ, rồi tiếp đây. Talk to them and practice your new language skill. Mình đọc nhanh quá, mình đọc chậm lại để kiểm soát âm. Practice thì thiếu âm sờ. Practice. Thiếu âm sờ, hiểu không? Thiếu âm sờ sau chữ test á. Practice. Your language skill. Skills. Đọc lại cô. Talk to them and practice your new language skills. Thôi bây giờ mình đọc chữ yêu cho chị đi. Skills. Không có kiều mà là skill. Skills. Đúng rồi. Tiếp. Learn all the funny saying and different words that make up their language. Different words. I'm Z. Words. I'm Z and words. Words that make up their language. Mình bị thiếu âm đuôi là chính. Bữa nay đọc như hai âm bữa nhiều, thiếu âm đuôi. Tiếp đi. Talking is the only way to really learn a language. Talking, âm O đẩy mạnh cái miệng hơn. Talking. Tiếp không hả cô? Listen to people and talk to people. If you talk to people, you will also learn about their culture. Tốt. Ý là đọc có tiến bộ rất là nhiều. Chỉ có điều là cái phần ngữ điệu nghe chưa được hay lắm. Nghe song với máy đọc thêm. Hả? Thiếu hơi. Đúng rồi, hơi yếu. Mấy cái âm mà có TH ấy là nó bị hụt hơi. Phải biết tại sao nữa không? Thiếu âm đuôi nữa đó. Âm sờ, âm giờ rồi đó bị thiếu.
Nên là giờ nhìn lại cái script đọc 30 lần đi với cái sự ý thức là bật mạnh âm đuôi ra. Rồi bắt đầu mới đọc lại với máy. Chứ bữa nay là chị thấy em tiến bộ nhiều quá, bữa thôi cứ tưởng là mày đọc không được không thôi. Tốt á. Nha, ráng đi. Đọc hoài cái nó quen à, mình đọc hoài cái nó nhuần nhuyễn, nó quen, cái là bữa sau em đọc từ vựng nào cũng sẽ dễ cho em hết. Nên là ráng mình giải quyết, không phải chỉ có cái bài đọc này không, tức là mình không có giải quyết ngắn hạn là chỉ trong cái bài đọc này mình đọc được, cái xong qua mấy bài đọc khác mình không đọc được, mà em phải hướng tới cái mục tiêu đó là em nhìn phiên âm em đọc được và em tạo âm được. Vậy thì cái phần âm là phải là cái phần mà em nắm rất là rõ. Em phải coi lại cái giáo trình Master Spoken English của ông Tóc Dài, tập lại xong rồi em tạo âm, rồi em lại đọc bài, em làm liên tục như vậy cho cái miệng của em nó mềm ra, nó không bị cứng. Vì về cơ bản thì em bị khó hơn người khác ở chỗ là cái khâu bắt chước âm thanh, nên là em phải ráng nỗ lực lên. Ừ, mà bữa nay đọc được vậy là chị thấy mừng á. Nha. Dạ. Ừ, bye bye em. Dạ, cảm ơn. Ừ. Chị bích vào rồi, chị có mở video lên không nè? Chị mở video lên em mới chỉnh được. Chị Hồng chứ quên lộn. Rồi. Chị bấm unmute luôn đi, xong rồi chị đọc em nghe. Người cuối cùng. Alo. Vân, mày ráng nha, coi dữ vậy hả Vân? Alo. Alo, có chị có nghe không? Đọc đi chị ơi. Chị bấm unmute đi rồi chị đọc, hình như mạng không ổn định đó. Rồi đọc đi chị Hồng. Ủa, đâu rồi? Alo, chị nghe không? Alo, chị Hồng. Không là em sẽ end cái meeting này ở đây nha. Có gì chị đọc bài rồi xong gửi cho các bạn trợ giảng check sau. Rồi, chị đọc đi. Chị đọc ha. My advice to a student from a foreign country would be to talk. My advice, từ từ này ngữ điệu trước, phần âm thì được rồi, nhưng mà cái phần ngữ điệu á, nhấn lên my advice, chị đọc lại đi. My advice to a student from a foreign country could be to talk. Đúng rồi, tốt, câu số 2 chị. Talk as much as you can to people who live in the place that you are visiting. Can, à bướm, can. Can. Với lại place, a. Place. Đúng rồi. Đọc lại hả? Dạ. Yeah. Chị không tìm thấy cái kính thôi nên chị nó cứ à, từ nãy. À. Kệ chị cứ đọc đi, chị đọc rồi chị nghe thôi cũng được, khỏi cần phải nhìn đó. Ừ. Có gì em up lại cái video này lên, lát chị coi cái khúc của chị á. Ok. Talk as much as you can to the people who live in the place that you are visiting. Can. A bướm chưa được. Can. Can. Đúng rồi. A bướm. Can. 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 Được chưa? Rồi tiếp. Talk to them and practice your new language skills. Nè, talk to them, nó thả lỏng cái miệng them and practice. A bướm rộng cái miệng ra cho em. Tức là cái vấn đề của chị đang ở chỗ đó là cái âm A bướm chưa có được. Vì âm A bướm chưa được nên là âm A bướm trong các từ như là can and practice, đó nghe nó chưa có hay, nên là tập lại âm A bướm nha em. Rồi tiếp. Tập lại ha. Yeah.
talk to them and practice your new language skills. Ở trong cái từ practice á, âm y đó là âm y ngắn, thả lỏng cái miệng ra. Chị đang đọc thành âm y tiếng Việt nên là nghe nó thô, practice là không có đúng. Practice. Không có đọc y ngắn hả? Thả lỏng miệng ra chị. Còn không là chị đọc thành âm ơ, then practice. Practice. Đúng rồi, nghe vậy được, đỡ dễ chịu hơn. Thả lỏng âm ra. Rồi tiếp. Learn more the funny saying and different words that make up their language. Thứ nhất đó là there, âm th đó, chưa có mang sát khí. Yeah. À, đổ cho hơi, thảy đấy. There. 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 Learn all the funny sayings. Say, âm e y đó, sayings. Với lại âm z sau. Thiếu âm z. Thiếu âm z sau chỗ đó. Chỗ đó là số nhiều. Sayings. Đúng rồi. Đọc lại hả? Dạ. Yeah. Learn all the funny sayings and different words that make up their language. Rồi, cái âm tiếp theo chưa được nữa là âm er trong chữ words. Words. Er chưa được, chị đang đọc thành là word, word gì đó. Chị đọc thành words. Đúng rồi. Words. Tập lại âm er cho em luôn đi. Lấy ra dấu trình ống tóc dài ra. Đẩy cái âm er thiệt mạnh lên em. Rồi, tiếp. Talking is the only way to really learn a language. Rồi, thứ nhất nè, is là bị thiếu âm z. Nha, is. Is. Y nó là y ngắn nên là không có nghiến cái răng lại, không có nhe cái hàm ra. Is. Is. Âm e y cũng chưa đúng luôn. Way. 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 Âm e y và âm y ngắn cho em luôn. Rồi tiếp. Listen to people and talk to people. Yeah, được rồi. If you if you talk to people, chậm lại nè. If you rõ ra không có đọc nhanh. If you không có đọc vậy. If you nói rõ tất cả các chữ ra nha. If you talk to people, you will also learn about their culture. Culture. About, âm a ù chưa rõ. Also, âm ơ ù chưa rõ. Nghe. If you talk to people, you will also learn about their culture. Với lại chỗ đó không phải là people, mà if you talk to people. People. Đúng rồi, hạ xuống nha. Rồi. Thứ nhất này em nhắc lại nè, lát nữa chị coi lại cái video, cái khúc phía sau này em chỉnh cho chị đi, chị chỉnh lại tất cả các cái lỗi đó rồi chị đọc lại bài cho em. Cái thứ nhất đó là chị nên đọc chậm lại thì chị mới chỉnh được các cái lỗi này. Còn ví dụ như mình đọc nhanh và mình đọc theo cái guồng của cái bài, cái câu á, thì là mình không có cái ý thức để mình chỉnh sửa lại các cái âm. Nên là bây giờ ví dụ lát nữa coi lại xong rồi nốt lại, xong rồi tập những cái từ mà mình đang đọc sai đó, tập riêng ra. Mà chị sẽ thấy đó là thường cái âm đó nếu mình tạo không được, vậy thì một loạt từ nó liên quan tới âm đó mình sẽ tạo không được. Ví dụ như ở đây là âm A bướm của chị. Chị tạo ở trong chữ can và chữ an và chữ practice. Đó là âm A bướm nó đang bị sai. Nên là khi mà đọc vô mấy cái âm này là chị mở khoang miệng chưa có đúng. Cái tiếp theo nữa là âm A. Thì âm A vì chị tập chưa được. Nên là cuối cùng nó vô những cái chữ như là place, way. Thì nghe nó cũng không có hay luôn. Rồi cái tiếp theo nữa là âm OR. Ở trong các từ như là learn, words đó thì đẩy cũng chưa được cái âm er luôn, với lại culture đó thì tập lại mấy cái âm đó cho em, tập thiệt là kỹ cái phần âm trước, hiểu không? Là giờ mở lại lên cái video của ông tóc dài, vô lại cái phần bài học, tìm lại cái phần video âm er, hoặc là đơn giản là lên YouTube search cái Master Spoken English rồi tìm tới cái phần nguyên âm a bướm, y ngắn và er, sau đó tập lại đẩy cái âm cho chính xác, nghe thiệt nhiều, tập lại cái âm cho chính xác. Rồi bắt đầu mới đọc lại những cái từ mà chị đang bị sai trong bài. Sau đó mới bỏ các cái từ đó vào trong bài đọc rồi đọc lại. Đọc lại thì đọc chậm rãi cho em. Tại vì em thấy là chị đang hơi vội. Nên là khi mà chị đọc vội như vậy á, thì là ví dụ như là if you, thì chị cũng không có tạo ra âm cho nó rõ ràng nữa. Mà chị đọc quá vội nên là cuối cùng mới nghe không có rõ chữ. Ok. Nên là tập lại theo kiểu đó cho em đi, xong rồi
quay lại bài báo cáo luôn. Em nghĩ là chị đọc như vậy mà nộp báo cáo thì chị quay lại nha, tập lại cho em rồi quay lại luôn. Ráng tập lại đi chị Hồng nha. Okay. Dạ 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 rồi. Bye bye chị. Bye. Rồi bye bye mọi người nha. Em cái meeting ở đây. Tập đi Vân.